Các nhà chức trách Mỹ cách đây ít giờ cho biết một cơn bão mùa đông kèm theo mưa tuyết và gió mạnh đã càn quét miền Trung Tây nước Mỹ. Hiện tượng thời tiết này ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông địa phương. Truyền thông địa phương cho biết tuyết rơi dày khiến hàng trăm chuyến bay tại sân bay quốc tế Minneapolis-St. Paul đã buộc phải hoãn hoặc hủy chuyến bay. Theo thống kê của kênh truyền hình NBC, ít nhất là 150 chuyến bay bị hủy và 300 chuyến bay bị hoãn. Nhiều tuyến đường cao tốc cũng buộc phải đóng cửa ở tại bang Iowa. Các nhà chức trách bang Nam Dakota cũng khuyến cáo khách du lịch và người dân nên ở trong nhà để đảm bảo an toàn nếu không có việc cần ra ngoài.